Hello, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Thì như các bạn biết là thời điểm này có dịch virus corona, và cái thứ mà có thể là mua nhiều nhất và cũng là cái thứ khan hiếm nhất ở thời điểm hiện tại đó là khẩu trang y tế. Và để có thể mua được khẩu trang y tế mà gọi là đúng giá mà không bị chặt chém thì cũng không phải là chuyện dễ trong cái thời điểm mà mặt hàng này rất là khan hiếm như thế này. Và chính vì thế thì rất là nhiều người ở thành phố đã đội nắng để có thể mua khẩu trang y tế đúng giá, mặc dù biết là giờ cao điểm kẹt xe, nhưng nhà thuốc Tây ở đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh vẫn rất là đông người xếp hàng dài tràn xuống dòng lề đường để có thể mua được khẩu trang y tế tránh virus corona. Thì chia sẻ với phóng viên Thanh Niên ngày 6 tháng 2 thì nhân viên tiệm thuốc đã cho biết đây là ngày thứ hai tiệm thuốc nhập khẩu trang y tế và bán đúng giá, tức là không có bị mà chặt chém như những cái nhà thuốc khác. Và hàng ngày thì nhân viên tiệm thuốc phải tiếp hơn hàng ngàn người hỏi mua khẩu trang y tế dù tiệm đã gặp trục trặc vì mặt hàng này chưa có về kịp để bán. Thì theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên thì từ 13 giờ hôm qua đó thì nhiều người đã xếp hàng đông nghẹt để đợi mua khẩu trang y tế. Nhưng vì hàng không có về kịp nên nhân viên phải phát phiếu số cho khách hàng và hẹn cuối buổi chiều sẽ lại lấy khẩu trang. Và dù chưa bán khẩu trang nhưng nhiều khách hàng đã không chịu về và đứng đợi. Và khẩu trang mà tiệm thuốc này bán là loại khẩu trang y tế than hoạt tính 4 lớp, một hộp 48 cái với giá chỉ 53.000 đồng thôi. Thực sự là rất là rẻ và xứng đáng để chúng ta có thể đội nắng hàng giờ để có thể mua được cái loại khẩu trang này. Thì các bạn biết là khẩu trang 4 lớp mà giá này thì khá là rẻ đó. Nếu loại này bán cũng gần cả trăm đó. Nhưng mà phải xếp hàng tràn xuống lòng lề đường và phải chờ khá là lâu mới có thể mua được loại này, vì khá là nhiều người chờ đợi để được mua. Và hiện tại thì thông tin dịch nó lan rất là nhanh, tuy rằng ở bên Trung Quốc nhưng hiện tại là cũng ảnh hưởng rất là nhiều của phía Việt Nam. Thì mọi người đã mua gọi là dự trữ, thì nếu mà không xài như này cũng xài kia, nói chung là cũng không có bỏ. Và với cái giá này thì xếp hàng mua thì cũng đáng thôi. Và tiệm thuốc chỉ bán mỗi người là một hộp để tránh mọi người quay lại mua nhiều hộp, để tránh cái tình trạng mà một người mà quay lại mua nhiều hộp. Thì nhân viên hiệu thuốc đã yêu cầu khách hàng để lại số điện thoại và nhắc nhở đối với người mua khẩu trang, vì là mặt hàng hạn chế. Vì như các bạn biết á, thì giá này có thể là người ta có dư tiền, người ta mua về người ta đầu cơ, người ta bán lại đó, thì không có tốt, bởi vì mọi người chỉ mua được một hộp mà thôi đó. Thì muốn mua nhiều hộp thì cứ kêu anh em bà con nhiều người đó, lại mua nhiều hộp, chứ không một người mua một chục hai chục hộp là không có, vì giá này là bán khá là gọi là sát giá rồi, nên không thể nào mà bán cái kiểu mà một người mua nhiều hộp được. Và với mức giá đó thì chỉ sau 15 phút mở bán khẩu trang thì khách hàng đã xếp một hàng rất là dài, và các bạn thấy trên hình mình để cho các bạn xem, rất là nhiều người xếp hàng, nhìn ghê chưa đó, xếp hàng y như là thời mà bao cấp mà đi mua lương thực hay gì á, thì nó ghê thiệt. Và cái việc mà bán khẩu trang mà mức giá nó đúng quy định như vậy thì được rất là nhiều người ủng hộ. Là cụ thể một số người đã nói này, nhà thuốc rất là có tâm, trong khi dịch bệnh hoành hành thì nhà thuốc vẫn bán đúng giá và cách hỗ trợ cộng đồng mới, thay vì chặt chém thì họ bán đúng giá. Thì đây là một cái việc làm rất đáng được tuyên dương. Thì trong đó thì cũng có một số người lên án cái việc mà nhiều người đã đeo khẩu trang 4 lớp mà còn đeo 2 cái, như các bạn thấy cái bà trong hình lúc nãy mình có chạy cho bạn xem á, đã đeo khẩu trang 4 lớp mà quất 2 cái nữa thì bao nhiêu mà cho đủ. Thật sự là chán cái ý thức của người dân như vậy. Thì một người đã chia sẻ như vậy trên cái trang của nhà thuốc này. Và song song với cái việc mà nhiều nơi bán đúng giá thì cũng có một số nơi hoặc một số mạnh thường quân họ đi tặng khẩu trang miễn phí. Và một số người thì họ có không có khẩu trang, nhưng mà họ có gọi là cái sáng tạo, họ có cách làm khẩu trang và họ ra họ làm một cái khẩu trang mẫu cho mọi người để mọi người có thể về nhà và làm một cái khẩu trang như vậy cho gia đình của mình. Và họ cũng phát luôn khẩu trang miễn phí tự làm của họ tự làm để cho mọi người. Thì đây là những cái tấm lòng rất là cao quý mà cần được tuyên dương rất là nhiều. Còn về cái việc mà tăng giá khẩu trang thì mình cũng, đối với mình thì mình chấp nhận được, vì hiện tại khẩu trang nó là mặt hàng nó đang hút, thì cái gì hút hàng thì đương nhiên nó phải tăng giá, đó là cái điều đương nhiên rồi. Và chúng ta không thể nào mà bắt buộc cái mặt hàng nó tiêu thụ gấp 2-3 lần mà cái nhu cầu nó sản xuất không kịp mà chúng ta vẫn bắt nó là phải bán giá rẻ, thì không thể nào có chuyện đó. Thì nhu cầu tăng thì dĩ nhiên là quy trình sản xuất tăng, phải tăng ca làm việc này nọ hay kia thì chúng ta mới có đủ hàng để cung cấp. Và chúng ta phải cần tiền nhiều hơn để có thể sản xuất một cái số lượng nhiều hơn trong cái thời gian ngắn hơn. Vì thế nó tăng giá là một cái điều hết sức là bình thường. Tuy nhiên thì mình tăng thì mình nghĩ là tăng theo cái mức nó phù hợp một tí, chứ không thể nào mà tăng theo cái kiểu đầu cơ mà
bán giá gấp 2-3 lần so với giá trị thực của nó. Thì và đó là tất cả những thông tin mình gửi đến các bạn trong video này. Và nếu tiếp tục có thông tin gì mới, mình sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn cùng xem. Các bạn đừng quên đăng ký và theo dõi kênh để có thể cập nhật những video mới nhất của kênh nha. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo.